Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm gạo lứt sấy giòn rất thích hợp cho người ăn kiêng. Nếu quan tâm xin mời vào bếp cùng làm với mình nhé. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Đây là 500g gạo huyết rồng. Mình sẽ vo sạch gạo. Mình vo cho đến khi nào nước gạo trong, như vậy là được. Gạo sau khi được vo sạch thì mình cho trở lại cái thố này. Mình cho nước vào ngập gạo và mình sẽ ngâm gạo khoảng 8 giờ. Thông thường thì mình sẽ ngâm gạo qua đêm để sáng hôm sau mình nấu cơm sớm. Gạo sau khi đã ngâm được 8 giờ, mình rửa lại gạo. Gạo sau khi mình rửa lại cho sạch thì mình sẽ cho vào nồi. Cũng sử dụng 1 lít nước. Mình cũng cho 1 lít nước này vào chung với gạo. Mình sửa cho cái phần gạo nó đều. Sau đó mình sẽ nấu cơm giống như là nấu cơm bình thường với nồi cơm điện vậy. Cơm sau khi nấu chín thì mình có thể mang ra phơi ngay, hoặc là mình để cho nó nguội hoàn toàn. Thông thường mình sẽ sử dụng cái sàn tre có nhiều lỗ bên dưới để mình phơi cơm. Nó vừa nhanh khô mà lại vừa thoáng khí. Phần cơm bên dưới sẽ không bị hôi chua. Nếu không thì mình cũng có thể sử dụng những cái rổ nó có những lỗ nhỏ như thế này đều được. Mình cho cơm ra ngoài cái sàn để phơi. Cơm sau khi được dàn mỏng thì mình sẽ mang đi phơi nắng và mình dùng một cái khăn lược phủ lên trên để cản bớt bụi. Mình sẽ phơi khoảng 2 ngày cho đến khi cái hạt cơm này nó khô lại là được. Cơm này thì mình đã phơi được 2 nắng và hiện tại nó rất là khô. Cơm ngon là cơm không có mùi hôi chua và nó có cái vị thơm nhẹ. Mình sàng cơm để từng cái hạt cơm nó bung ra thì khi mình sấy giòn nó sẽ ngon hơn là những cái hạt cơm nó dính cục lại với nhau. Phần cơm mà nó còn dính lại thì mình có thể dùng một cái thanh gỗ mình lăn tròn để các cái hạt cơm này nó được bung ra. Như vậy phần cơm mình đã hoàn thành xong. Từng hạt cơm nó rơi ra và nó rất là khô. Mình dùng 1kg muối bọt.
Thông thường mình thích sử dụng chảo sắt để sấy cơm vì chảo sắt có sức nóng rất là tốt. Anh chị em và các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái loại chảo nào, tuy nhiên thì mình không sử dụng chảo chống dính nhé. Đầu tiên mình sẽ cho muối vào trong chảo để mình rang. Mình sẽ rang muối với lửa trung bình. Khi mình rang muối thì mình sẽ nghe cái tiếng muối nó kêu lách tách. Mình sấy giòn cơm chủ yếu là nhờ vào sức nóng của muối. Chính vì vậy khâu xử lý muối rất là quan trọng. Nếu không thì anh chị em sẽ làm ra cái cơm nó rất là mặn, mình ăn không có được. Mình rang muối cho đến khi cái tiếng nổ nó không còn nhiều và mình thấy cái muối nó thật là khô, thật là nóng, như vậy là được. Mình sử dụng một cái rá có các cái lỗ này thật là dày để sàn muối. Mình cho muối vừa rang vào trong rổ. Mình sàn muối. Sơ ý mình đã lót cái mâm mica này bên dưới. Anh chị em và các bạn sẽ không sử dụng các cái dụng cụ bằng nhựa vì muối nó rất là nóng. Và giữ lại những phần muối to không lọt xuống bên dưới. Phần xử lý muối hết sức quan trọng, anh chị em và các bạn cần phải thực hiện cho đúng để mình có món cơm sấy thật là ngon nhé. Mình sàn muối thêm một lần nữa. Muối sau khi đã sàn xong thì mình sẽ tiếp tục rang cho muối thật là nóng. Thông thường mình sẽ rang muối thêm khoảng chừng 2 phút. Mỗi lần sấy cơm thì mình chỉ sử dụng khoảng một chén cơm. Mình không cho quá nhiều cơm, nếu không thì nó sẽ không đủ sức nóng để làm cho cơm giòn. Nếu anh chị em và các bạn muốn mỗi lần mình sấy cơm nhiều hơn, thì mình sẽ sử dụng lượng muối cũng nhiều hơn nhé. Mình sẽ trộn đều như vậy khoảng từ 5 đến 7 phút. Hoặc cho đến khi anh chị em và các bạn thử. Hạt cơm giòn rụm, không bị cứng, như vậy là được. Lần này thì mình sử dụng cái thau inox để lót bên dưới và bên trên là một cái rổ cũng bằng inox, mình không sử dụng nhựa. Mình cho cơm vừa sấy ra rổ. Nó rất là nóng luôn đó anh chị em và các bạn. Mình sẽ sàn cho toàn bộ muối nó rơi xuống bên dưới. Và đây là lý do tại sao mà khi nãy mình cần phải sàn muối thật kỹ. Mình sẽ cho muối trở lại chảo. Mình cũng cho thêm một chén cơm vào. Và mình làm tương tự như vậy cho đến hết số cơm khô là được. Đây là toàn bộ phần cơm mà mình đã sấy xong. Muối sau khi mình dùng để sấy cơm xong thì mình sẽ để cho nó nguội hoàn toàn. Mình cho vào trong cái hộp bằng nhựa và mình đậy kín để mình tiếp tục dùng cho những lần sấy cơm tiếp theo. Thông thường lượng muối này thì mình có thể sử dụng khoảng 3 đến 40 lần. Cơm rất là giòn và cũng rất là thơm. Mình cho cơm ra cái đĩa này. Cơm sấy ngon là cơm có độ giòn, thơm, nở và có cái độ mặn nhẹ. Nếu như cơm khi anh chị em và các bạn sấy ra mà nó có cái độ hơi mặn là do lúc mình xử lý muối nó chưa có thật sự khô. Mình có thể sử dụng món cơm sấy này, thêm một ít mè trắng và mè đen rang vàng rồi đập cho nó hơi dập dập.
hoặc là mình trộn chung với các cái loại hạt, tạo thành những cái thanh kẹo lứt rất là ngon. Chúc anh chị em và các bạn làm được một món cơm sấy thật là ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.